Như vậy trận đấu đã bắt đầu. Đội chủ nhà Hải Phòng trong trang phục màu đỏ, bảo vệ cầu môn phía tay trái hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Cánh thủ hai Hương ơi. Nguyên là một những cầu thủ nội chơi tốt nhất của Hải Phòng ở mùa giải năm nay. Nguy hiểm, dứt điểm, không được. Người vừa có tình huống dứt điểm trong tình huống vừa rồi đó chính là Hùng Anh. Và vô lê tốt của Hùng Anh, nhưng nó đã không chiến thắng được thủ thành Văn Huyền bên phía câu lạc bộ Bình Phước. Theo cũng đang chơi rất hay tại V-League 1. Dứt điểm. Và số bóng rất căng đến từ Hữu Khôi. Tình huống sút bóng vừa rồi là của Thanh Đồng. Một khoảng không rất lớn dành cho số 45. Nhưng pha sút bóng cuối cùng, bóng đi vọt xa quá nhiều. Quốc Hường tạt bóng, đánh đầu Phú Nguyên, dứt điểm. Và dứt điểm vừa rồi là của Hữu Phúc. Bóng nảy ra rất vừa tầm với cái chân trái của đội trưởng Hữu Phúc trong tình huống vừa rồi. Một pha dứt điểm khá tốt nhưng bóng bật đúng một cái bóng áo xanh. Bóng chạm người của Văn Đông và sẽ có phạt góc cho Hải Phòng. Ở Hà Nội thì Tuấn Anh gần như không có được cơ hội để ra quân trong đội hình xuất phát. Và Đình Vũ Hải đã bị phạm lỗi. Và việc Tuấn Anh đến với Bình Phước để tích lũy kinh nghiệm, được thi đấu nhiều hơn là một điều hoàn toàn hợp lý. Cuối cùng của giai đoạn 1 sẽ là những trận đấu có thể nói là rất gay cấn. Ở vòng 11 thì Hải Phòng sẽ gặp Sông Lam Nghệ An trên sân nhà Lạch Tray. Vòng 12 thì họ sẽ phải làm khách trên sân Thống Nhất trước Thành phố Hồ Chí Minh. Và ở vòng thi đấu cuối cùng của giai đoạn 1, Hải Phòng sẽ tiếp đón Bình Định trên sân nhà. Chắc chắn một vị trí trong top 6 là một điều có thể nói là khá xa xôi với Hải Phòng. Phú Nguyên. Và xử lý không tốt của Phú Nguyên. Ngay lập tức bóng lại thuộc quyền kiểm soát của cao thủ Hải Phòng. Quang Huy đang tỏ ra rất đau sau pha va chạm với chính đồng đội của mình. Pha bóng rất nguy hiểm của Tuấn Tú đối với Quang Huy. Quang Huy đang rất đau. Lê Mạnh Dũng đến với Hải Phòng đầu mùa giải năm nay từ câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và lúc này thì Long An cũng đã có bàn thắng sang bàn tỷ số 1 đều vào lưới của Top 11 Bình Định. Sài Gòn đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trước Quảng Nam. Như vậy là Quang Huy có lẽ không thể tiếp tục thi đấu. Lê Mạnh Dũng. Rất hay. Phú Nguyên. Trọng tài Vũ Quốc Hoàn không cho rằng đó là một tiếng phạm lỗi của các cầu thủ Bình Phước. Rất khó để thổi phạt đền trong tình huống vừa rồi. Tác động vừa rồi là không đủ. Xử lý chính xác đến từ trọng tài Vũ Phúc Hoàn.
Pha đấm bóng bụi rất nguy hiểm. Trong chúng vừa rồi rất may là Lê Minh Hiếu đã vô lê trượt bóng. Pha xử lý không thực sự an toàn của Phan Đình Vũ Hải. Tình huống đấm bóng không dứt khoát của thủ thành bên phía của Hải Phòng. Sẽ có 2 phút bù giờ cho hiệp thi đấu đầu tiên. Xem lại tình huống này. Rất may là cái chạm chân của Adriano Smith đã khiến cho Thành Phong vô lê trượt bóng. Và đấm bóng không dứt khoát đến từ thủ thành bên phía Hải Phòng đã suýt chút nữa khiến cho khung thành của đội chủ nhà chao đảo trong trạng thái ổn định. Và đá phạt khá căng đến từ Lâm Quý. Nhưng có lẽ nhìn tình huống vừa rồi thì có thể thấy là thủ thành Văn Huyền đã hoàn toàn kiểm soát được tình huống bóng. Có lẽ bóng đi chạy cột dọc khá xa, cho dù dạo này cánh trái của tình huống sút bóng khá nguy hiểm đến từ Hữu Khôi. Nếu như bóng có đi vào phía khung thành của Bình Phước thì chắc chắn thủ thành Văn Huyền cũng sẽ có một tình huống cản phá thành công của thủ môn bên phía Bình Phước. Rất đẹp, nguy hiểm. Vừa rồi có thể coi là một tình huống dứt điểm nguy hiểm nhất của Hải Phòng kể từ đầu trận đấu. Rất may là thủ thành Văn Huyền bên phía Bình Phước đã phản xạ kịp thời. Pha vô lê hay của Hữu Khôi. Pha bóng mà cả Hữu Khôi và Văn Huyền đều rất xuất sắc. Pha bóng đáng chú ý nhất kể từ đầu trận đấu. Và tiếp tục đến từ một tình huống vô lê. Lần này Hữu Khôi đã có một tình huống bắt vô lê rất nhanh, rất thoáng. Rồi, Hữu Khôi không được. Cơ hội đã đến với Hữu Khôi. Trong tình huống vừa rồi tiếp tục là một tình huống phòng ngự có thể nói là khá chắc chắn của các cầu thủ Bình Phước. Hữu Khôi không thể tung ra phá dứt điểm về phía khung thành của Văn Huyền. Người can thiệp kịp thời đó là Bùi Văn Đông. Đánh đầu rất nguy hiểm. Nếu như bóng đi vào khung thành Bình Phước vừa rồi thì có lẽ là Văn Huyền chỉ biết vào lưới nhặt bóng mà thôi. Và chạm bóng của Lê Thế Cường. Cơ hội nguy hiểm thứ hai của họ thắng 2-1 trên sân Quy Nhơn. Rớ lán đèm. Nguy hiểm. Một pha phạm lỗi có lẽ là của Điều Quy đối với Phan Đình Vũ Hải. Nhưng vừa rồi là một tình huống tổ chức tấn công tương đối có nét của Bình Phước. Ở vòng 1-8 thì Long An sẽ phải làm khách trên sân Cẩm Phả trước Than Quảng Ninh. Quảng Ninh là một trong 4 đội đã lọt vào bán kết ở mùa giải năm trước. Trong khi đó thì đội giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay sẽ phải làm khách trên sân Hàng Đẫy trước đương kim Á quân Viettel. Phan Đình Vũ Hải đang tỏ ra rất đau. Thậm chí Hải Phòng sẽ phải chịu áp lực nhiều hơn. Nguy hiểm! Công Thảo! Không vào! Cơ hội quá rõ ràng dành cho Trương Công Thảo, nhưng anh đã không thể chiến thắng được Phan Đình Vũ Hải ở pha đối mặt vừa rồi. Sự thay đổi người chiến thuật của ban huấn luyện bên phía câu lạc bộ Bình Phước. Có lẽ Đình Triệu vào sân để chuẩn bị cho loạt thi đấu luân lưu. Vào! Một pha đá phạt chính xác đến từ số 23 bên phía Bình Phước. Rất bản lĩnh. Phan Sáu đã đánh lừa hoàn toàn hướng di chuyển của Phan Đình Vũ Hải. Pha đá phạt đầu tiên, Lâm Quý. Rất hay. Cũng là một tình huống đánh lừa được thủ môn của Lâm Quý bên phía Hải Phòng. Rất nhẹ nhàng. Rất chính xác. Và đá phạt rất hiểm hóc đến từ Tuấn Anh. Trong tình huống vừa rồi, nếu như Phan Đình Vũ Hải có phán đoán được chính xác hướng đá của Tuấn Anh thì cũng rất khó có thể
bắt được pha bóng vừa rồi. Suýt chút nữa thì Đình Triệu đã có thể chạm tay vào bóng trong tình huống vừa rồi. Vẫn là những cú đá rất chính xác đến từ cao thủ Bình Phước. Cả ba cú đá của Bình Phước đều đánh lừa được hướng di chuyển của Phan Đình Vũ Hải. Không vào! Lần này thì Đình Triệu đã thành công. Nó không khác gì mấy so với cú đá của Phú Nguyên trước đó. Nhưng lần này thì Đình Triệu đã cản phá thành công cú đá của Mạnh Dũng. Xuân Hướng. Không vào! Trận đấu đang diễn ra khá hay, cơ hội đã dành cho Bình Phước. Nhưng tỷ số vẫn đang là 3-2 cho Bình Phước. Một tình huống đánh lừa đối phương của Trung Hiếu. Tỷ số được quân Bình 3 đều ở loạt thi đấu luân lưu này. Thành Phong. Không vào! Bóng rơi cột dọc khung thành của Phan Đình Vũ Hải và bật ra ngoài. Cơ hội kết thúc trận đấu này dành cho Văn Hạnh. Có cú đá quyết định trong trận đấu này. Suýt chút nữa thì Đình Triệu đã thành công, nhưng cuối cùng chiến thắng đã thuộc về câu lạc bộ Hải Phòng. Một trận đấu diễn ra không quá sôi nổi, phải kết thúc bằng những tình huống trên chấm đá phạt luân lưu.